giờ là mic cuối năm rồi, cuối năm về được cái lô mic K800 các bác nhá. K800. Một cái lô mic mà phải nói là cái đồ thu cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đồ thu của nó cực kỳ đẹp. Đấy. Bác nhìn cái đồ thu của nó rất là đẹp. Gần như là khác biệt hoàn toàn với những cái đồ thu khác của BVS. Nó giống như cái sự kết hợp giữa một loại một giữa một dòng màu nhỏ và dòng màu to lại với nhau vậy. Từ bên này là cách biệt ra. Là cách biệt bên này là một dòng màu nhỏ và bên này là một dòng màu lâu lớn gắn lại với nhau, nhưng thực ra nó là một thôi các bác nhé. Và phía sau nó cũng có cổng van ông. Cái này đặc biệt một cái là cái này nó lại cho chúng ta rất là nhiều cổng. Nó cho chúng ta tới cổng 3 cổng 6 ly liền. 3 cổng 6 ly và 2 cổng van ông, tất cả cho chúng ta tới 6 cổng tất cả. Xin lỗi, 5 cổng tất kết nối tất cả. 5 cổng với một cổng nguồn là 6. Rất là đẹp, dòng này tự ngắt các bác nhé. Tự ngắt vào dòng tôn này là tôn nhựa trắng cam. Tôn này là dòng tôn nhựa trắng cam. Nó cũng dòng thuộc dòng côn vàng các bác nhé. Đấy, nó cái dòng này nó hiếm lắm, cái dòng côn vàng hiện tại á. Bác để cái dòng côn vàng nó hiếm, cái dòng này nó hiếm như vậy. Đấy, rất là ít khi gặp. Chúng ta để ý là những cái dòng côn nhựa này thường thường chúng ta thấy ở trong là nó màu xám này. Nó màu xám mà là rất là nhiều thì chúng ta vẫn thấy rất là nhiều, nhưng mà cái dòng mà ở bên trong ruột màu trong màu vàng cái này, màu cam cái này á, rất là hiếm. Cái này thực ra nó là màu vàng nghệ. Nó là màu vàng nghệ chứ không phải màu cam. Đấy, thì lần này cái lô này về cái độ đẹp nó chỉ tầm khoảng độ 6-7% thôi, 8% thôi. Sơn là sơn zin, sơn là sơn ngọc. Sơn này có ánh ca máy. Với ca máy, nhưng mà dùng thời gian nhiều rồi thì cánh ca máy nó cũng không cần được long lánh nữa. Đây lại sơn zin các bác luôn. Sơn là rất là bền các bác ạ. Bầu cái dòng sơn ca máy là rất bền lắm. Bác không bao giờ bác cạo được. Đấy, rất là bền. Thì em để sơn zin các bác luôn, không có sơn lại. Đây, về cái giá cho đi cho các bác cũng rất là hợp lý. Có thể giá là như là nó dao động từ 2,5 triệu trở lên đến 2,7 triệu tùy từng bộ các bác nhé. Đây, các bác chọn cái cho mức giá thì em sẽ chọn được một cái bộ đẹp từ như vậy rất là nhiều. Đây, đang bác thợ đang vệ sinh đây, đang vệ sinh hết lại. Đây là chụp này, đây chụp thì bọn em sẽ đánh này, đấy sẽ dùng máy này, máy đánh sạch vào cái chụp, riêng cái chụp mà mình phải đốt lại các bác nhé, là bọn em phải sơn lại cái chụp này. Bởi vì cái chụp này nếu không sơn rất là bẩn. Nó bẩn lắm, bởi vì người ta hát rồi người ta vi khuẩn nên rất là nhiều. Bắt buộc phải sơn lại cho nó sạch. Sơn lại cho các bác. Đấy, đánh đang đánh này, đánh sạch hết lại. Đấy. Đánh sạch hết để mà sơn lại cho nó hợp vệ sinh. Bông rồi thay luôn. Đấy. Đây là những linh kiện mic này, linh kiện mic. Thì thông báo các bác luôn là tất cả những lô mic này bọn em sẽ không bán được bằng chuyển bưu điện nữa rồi. Vì bên bưu điện và bên Viettel đã ngưng nhận hàng. Nhận hàng đấy chúng ta sẽ không thể nhận kịp. Bắt buộc bây giờ bác nào nhận hàng mua hàng của em này bắt buộc phải chuyển theo xe. Chúng ta nhận xe được thì chúng ta sẽ liên lạc với em để mua hàng các bác nhé. Đấy. Nhận hàng hiện tại đang vệ sinh đây. Lấy dán này. Lấy sáng thường đây. Rất là đẹp. Rồi thảo luận bộ nào cũng đẹp các bác này. Không hề gãy cái lẫy pin nào nữa. Rất là đẹp luôn. Bên trong cũng rất là đẹp, người ta giữ rất là cẩn thận. Chỉ có bên ngoài á, nó dùng nhiều thì nó không giữ gì, nó chảy sức thôi. Đấy, không hề bị là gãy một cái lẫy pin nào cả. Đang còn đẹp như các bác luôn. Bộ nào cũng vậy. Chỉ có mỗi cái bên ngoài là người ta màu trắng thì đương nhiên là họ sử dụng nhiều thì nó sẽ nhìn nhanh cũ. Chứ còn về bên nội thất bên trong thì nó vẫn đẹp nguyên bản này các bác. Rất là đẹp. Dòng côn này là rất là hay này. Bạn nào có nhu cầu là alo nhé.